Dương Dương Địch Lệ Nhật Ba chia sẻ ảnh thuở măng non, chỉ chi tiết nhỏ cũng đủ chứng minh tướng phu thê. Hình ảnh siêu cấp đáng yêu của Dương Dương và Địch Lệ Nhật Ba đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Địch Lệ Nhật Ba và Dương Dương là cặp đôi trai tài gái sắc của màn ảnh Hoa Ngữ, cả hai đang hợp tác trong dự án Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh. Ngay từ thời điểm ra mắt, bộ phim đã nhận được sự yêu thích từ khán giả bởi mức độ xứng đôi vừa nửa của hai cast chính, cùng với đó là những phản ứng hóa học ngọt như mật đường. Địch Lệ Nhật Ba và Dương Dương đang hợp tác trong dự án Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh. Mới đây, theo nguồn tin từ Sina, Dương Dương và Địch Lệ Nhật Ba đã có màn so kẻ vi rùa, thuở mầm non cực khét trên mạng xã hội. Theo đó, cả hai diễn viên chính Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh đã cùng nhau đăng lên Weibo khoảnh khắc thuở bé của mình. Đáng chú ý, cộng đồng mạng nhanh chóng phát hiện ra cách tạo dáng lẫn biểu cảm của Dương Dương và Địch Lệ Nhật Ba có nhiều điểm tương đồng, phải chăng cả hai đã có thiên duyên tiền định. Trong hai bức hình của cả Địch Lệ Nhật Ba và Dương Dương đều cho thấy nét hồn nhiên ngây thơ thuở măng non, mỹ nhân Tân Cương gây ấn tượng bởi đôi mắt to tròn, nụ cười tỏa nắng. Còn đằng trai Dương Dương thì có vẻ như đã lạnh lùng, bad boy từ bé rồi, cả hai không hẹn mà cùng nhau tạo dáng, tay giơ chữ V, miệng cười tươi, khoác vai bạn cùng phòng. Ngay sau khi chia sẻ, hai bức ảnh nhanh chóng nhận được sự chú ý của đông đảo fan hâm mộ, đa số đều bày tỏ sự thích thú trước sự trùng hợp khó đỡ, cùng với đó là biểu cảm cute hạt mè của Dương Dương và Địch Lệ Nhật Ba. Nhiều cộng đồng mạng còn mạnh dạn khẳng định cả hai đã có tướng phu thê ngay từ nhỏ và không ngần ngại đẩy thuyền. Bình luận của cư dân mạng về hình ảnh thủa Em Là Búp Năng Non của Dương Dương và Địch Lệ Nhật Ba như sau: trời ơi, cứ hợp tác tuyên truyền trong quá trình đóng phim thì có phải vui cửa vui nhà không, hết phim thì không quan tâm như cứ lúc chiều tuyên truyền mạnh cho tôi. Ngay từ bé đã có tướng phu thê như vậy rồi, mình sẽ đẩy thuyền cho Dương Dương và Địch Lệ Nhật Ba. Chiêu trò truyền thông cho Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh à, vẫn tẩy chay vì có đường nổi bò. Dương Dương và Địch Lệ Nhật Ba trong phim mới cũng có rất cảm giác mật ngọt. Hình ảnh có quá nhiều sự cute trong này, hai anh chị từ trước có chơi đu quay cùng nhau không vậy? Dáng Châu Quốc Dân nhưng nhìn mặt Dương Dương buồn cười quá, Địch Lệ Nhật Ba thì sinh từ nhỏ rồi. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.